Em định mua xạ đen khô để uống thay nước hàng ngày để phòng bệnh. Xin hỏi là xạ đen thì có nóng hay không và uống lâu dài thì có tác hại gì hay không? Em xin cảm ơn ạ. Chào bạn, thời gian gần đây thì có một số thông tin nói rằng uống cây xạ đen bị nóng. Chúng tôi xin phép được đính chính lại như sau. Những thông tin nói uống cây xạ đen nóng là không có cơ sở. Bởi vì theo kinh nghiệm dân gian đã đúc kết từ hàng trăm năm nay thì cây xạ đen có tính bình. Loại thảo dược này không những không nóng mà nó còn có tác dụng giải nhiệt, lợi gan và giải độc cho cơ thể. Bởi vậy sau mỗi lần uống đậu xanh, nếu như là uống một cốc nước xạ đen thì sẽ có tác dụng giải độc rất là tốt. Vị của cây xạ đen thì cũng rất là thanh mát và uống rất là thơm ngon, rất thích hợp để sử dụng lâu dài hàng ngày như là một loại trà thảo mộc. Trà thảo mộc xạ đen thì có tác dụng là tăng cường sức đề kháng, phòng bệnh, phòng ung thư, mát gan, giải độc và rất là nhiều những công dụng không ít khác. Bởi vậy mà có thể khẳng định rằng cây xạ đen không nóng và bạn có thể yên tâm để sử dụng lâu dài hàng ngày và không lo bất kỳ vấn đề gì. Lưu ý là hiện nay trên thị trường có rất là nhiều nơi bán cây xạ đen không đảm bảo chất lượng. Cũng có thể đây là một phần nguyên nhân dẫn đến sử dụng mà cây xạ đen không đạt được kết quả như mong muốn và gây một số phản ứng phụ như là nóng trong, nổi mụn, tiêu chảy vân vân. Vì vậy thì khi chọn mua cây xạ đen thì bạn nên chọn cây xạ đen có nguồn gốc tại tỉnh Hòa Bình. Nếu như là còn bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn thêm thì bạn có thể gọi đến số hotline của Thảo Dược Đức Thịnh để được nhân viên tư vấn kỹ hơn.